Xe của tôi thì lâu nay ở nhà, từ Tết đến giờ là dịch không có việc, thì hôm nay mới đánh xe đi làm lại xe. Còn không nghĩ là đường thay đổi nhanh như vậy mà cũng không, thật sự là cũng không cập nhật hết thông tin. Hôm nay biết là đường này là cấm cái xe từ 9 chỗ ngồi trở lên. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đội số 6 lên phương án ta phối hợp tuần tra kiểm tra và phát hiện các phương tiện vi phạm thì chúng tôi tiến hành xử lý. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng theo dõi chủ yếu các cái phương tiện mà phục vụ công trình đường đua F1, ví dụ chở linh kiện để phục vụ đường đua F1. Nếu những cái xe nào mà không thuộc phạm vi phục vụ công trường mà vi phạm vào đường cấm thì chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường thêm cái thời gian buổi tối để nắm bắt tình hình và khảo sát lại. Nếu có các cái trường hợp mà chạy vào buổi đêm thì chúng tôi sẽ xin ý kiến đề xuất bố trí thêm các cái lực lượng của các đội chuyên ngành để tăng cường vào ban đêm.